Là ZX10R. Đẹp không? Con này đi đường cao tốc thì sướng lắm nhỉ. Đúng rồi. Anh làm thử vài đường không? Hả? Làm thử vài đường không? Được anh. Đẹp không? Được. Anh nhìn này. Bóng xe này, bóng rất là bóng luôn, nhìn này. Bóng đi, như BD luôn. Như BD luôn. Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình nhá. Hôm nay anh em ạ, mình theo ý kiến của anh em là mình cần lên màu gì là mình sẽ đi lên màu đấy cho anh em luôn. Nên là ngày hôm nay là mình sẽ cho ra, mình đã cho vợ mình lên rồi. Hôm nay mình sẽ đi lấy xe nhá. Ê, cho con tiền lấy xe. Ok, tiền đâu? Ok, đây tiền đây này, bao nhiêu tiền? 700 là tay đi. Đây, mình đang ở quận 2 bánh. Ok, okay. Giờ mình sẽ vào lên lấy xe nhá. Đây, anh em để cho em tắm xe không? Úi dồi, có đông xe. Đó, anh em thấy hay chưa? Chưa là con vợ của mình. Đó, nghe trông trắng ngọc trinh không? Đẹp không? Đẹp không anh? Được không? Đẹp không? Anh đẹp không anh? Quá đẹp. Anh đẹp không anh? Dạ. Anh đẹp không? À, anh đẹp không? Đẹp rốt đi nó rủ hộ để còn dễ xấu. Đẹp nhất là khi em chạy. À khi anh chạy. Đẹp nhất là khi anh chạy xe. Ok. Anh ngồi vào nữa là đẹp ra anh ơi. Ok. Anh em thanh toán nào. Anh em trông hợp tông không? Rất hợp tông luôn. Mai anh fix cho em nhá. Mai nhìn này. Toàn màu trắng này ra em chỉ cho. Rồi chụp bức ảnh nữa. Rồi chụp bức ảnh. Dẫn đi. Ở đâu rồi? Không thể ở đi. Đây cho anh. Còn đây toàn màu trắng này, lòi ra màu xanh lè đây là thế nào? What? Sơn nào? Tính ra rất nhìn dây. Tính ra khách mà không bảo là cứ để nhà ấy, tại vì là con nào cũng thế, giống như con nào cũng cả mà đu ấy. Chụp ảnh nó bị phản xuống ấy ạ. Chụp ảnh bị phản xuống, nó thì nó lóa ấy. Hôm nay mình có cái tốt cái đấy, rồi xe chạy luôn. Sau mai con quay lại, fix lại mấy cái bên trong giá này màu trắng. Còn gia đình trước của anh Nhật là nó như ở màu trắng thôi. Chiến luôn anh em ạ. Tuyệt vời. Được rồi, anh em để mình bước qua vòng cho anh em nữa. Để mình làm lúc đây rồi mình sẽ quay cho anh em review cả nguyên xe cho anh em nữa. Đó, rất là tuyệt vời. Ok không? Được. A few moments later. Đấy, anh em dám đề can có thể được anh thợ chụp ảnh chụp luôn cho bộ ảnh luôn. Đấy, anh Bách nhỉ? Một tặng một luôn. Hôm nay bán được bao nhiêu tiền? Đó. Con này bán khoảng 60 triệu. Thôi, mày đừng có bốc phét. 60 triệu. 60 triệu thật mà. Đùa, 660. 60. Em mua có 70 thì bán tiền 60 thì rẻ thôi. Rẻ thôi. Nhưng nó rẻ lắm mà. Anh nhìn thấy thôi chứ nó là hai bánh rồi, nó là mấy bánh đâu. Rẻ mà. Anh làm con đi. 60 triệu, ông đùa. Nó thật thì ai đùa. 100 triệu luôn. Không anh ạ, nó như quay gì. Như quay à? Như quay mà. Anh cứ đam mê, anh cứ lái mà đi. Đó, anh em vừa chụp lại cả máy nha. Ok, giờ mình sẽ làm vài kiểu ảnh rồi anh em mình lượn lượn vào đường một tí. Ok nhá. Ok luôn, trông đẹp quá anh em ạ, mềm quá. Nước trông rất là chiến luôn. Hỏi là của nó con này khoảng bao tiền? Anh hỏi gì? Hỏi con này giờ bán được khoảng bao tiền? 60 mà.
60 triệu. À, thật 60 thật đấy mà, 60 thật. 61 em bán luôn. Anh trả 61 đâu. 61 tiền mặt em bán luôn. 61. Anh cứ chồng đủ 61 triệu đây em bán luôn. Chìa khóa đây, giấy tờ trong này luôn. Đấy. Chơi. Mua ngay. Kéo kịch được bao nhiêu? Khoảng 320. Đấy, anh khoái. Đấy, anh nói lại sợ sợ 59 triệu bán không. Sợ thật. Đấy, anh. Xong rồi anh ạ. Anh về đó. Anh em đi lòng vòng tí đó. Vòng tí lắm nó không đi anh em ạ. Sáu mốt triệu. 61. Sáu mốt triệu. Ok không? Được rồi, anh em bắt tay luôn. 61 chuyển khoản luôn, tiền tươi luôn. Tiền mặt luôn. Bây giờ đi các kiểu luôn. Ờ, đấy thôi. Nhá. Thế là tí em quay lại anh em mình giờ đánh nhá. Nhá. Con này đi đường cao tốc thì sướng lắm nhờ. Đúng rồi. Anh làm thử vài đường không? Hả? Làm thử vài đường không? Được không anh, được không? Sao? Ra tay à? Chết, cái này chết. Ok, đi nhá. Cảm giác kiểu xe mạnh hơn đấy em ạ. Có tuổi là sắp hết xăng thôi. Mình như cũng lường được cái việc sắp hết xăng. Mình chơi thủ mình đi giảm đẹp luôn. Đằng nào không được đi xe anh em ạ. Giảm đẹp luôn. Anh em hợp lý không? Giờ hết mưa là được có xe đi. À, rất là tính toán. Đấy, ông nào bảo là mình cần lên tem, mình lên tem luôn anh em. Chiều anh em luôn, anh em thích gì là mình cứ chiều đấy, đấy không? Thích đi đâu là anh em mình. Được không? 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 Được không?
Vâng. Ok. Đẹp không? Đẹp không? Hả? Đẹp không? Tết đẹp không? Ok, giờ mình ra chỗ ông anh tí rồi đi tiếp nữa. A few moments later. A few. Kiểu nó sắp mưa rồi, tranh thủ lượn ngay, không thì nó mưa thì ăn cám. Trời như kiểu sắp mưa. Trời khá là kinh khủng. Tổng này mà đi con trắng này mà mưa thì bắt buộc rửa xe luôn. Đi trắng này nó cái hay là nó đẹp, nó nổi nhưng mà nó rất là bẩn. Nên là anh em nào mà quyết định dán xe mà trắng thì nên xem xét mình có thời gian, mình có công sức để sửa xe không. Thì đấy, sắp tới mình rồi nhá, mình fix nốt cái mấy cái chỗ cần chiều ấy, dán nốt mấy cái logo ấy, xong rồi mình sẽ cho anh lên hình con vợ mình một cách chi tiết nhất cho anh em xem. Trời, ok không? Được. Đi đến đâu ánh mắt nhìn đến đấy, tại vì nó rất nổi. Các bạn, nó rất là nổi luôn. Nó đẹp cực. Đấy, tí anh ấy. Với lại anh em thấy hình này, ảnh thấy đấy, nó rất là đẹp. Trời ơi. Giờ này đã tắt. Mình sẽ đi ăn nhá. Phít xuống quá. Từ lượt tí đi ăn, nó không mưa anh em ạ. Không mưa là toang. Thời tiết này sẽ mưa lắm. Fail quá em ạ.
sắp mưa rồi. Ngày mai anh ạ, thời tiết sắp mưa rồi, mới đi ăn kịp không? Từ thơ trước mình học hồi học cấp 3 ấy, mình rất là hay ăn mì ở đây. Nó kiểu nó ngon, nó rẻ ấy. Mì gà, mì xào gà anh em ạ. Kiểu nó là mì hảo hảo, nó xào lên thế nào. Trông nó khá giống mì hảo hảo. Ủa, bác này ngồi mình công viện, ngồi mình ở ghế đá sợ thế. Trông đẹp không? Đó, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Khởi ạ. Sinh viên, học sinh. Không phải cháu đâu. Không phải đâu. Cô ấy đẹp không? Sao sao mày đi xe này? Xe mới. Mới mua. Ừ. Đẹp không? Đẹp. Sao mày đi nối để cho quán ta nó đẹp. Mày lại đi. Con này mới đẹp chứ. Mày để đằng đây này. Đây. Không, để đây. Rồi. Đây mới đẹp, để đây là riêng cháu thôi mới đẹp. Này bữa nay con nối lên rồi. Có lên rồi à? Đâu? Nối lên rồi, bê tông hoàng hoàng. À, xịn đấy à? Cô đầu tư à? Thế à? Thế là gọi mì ấy nhá. Sao làm công mì nhưng mà là món mì hồi tuổi thơ của mình. Rất là cấp 3 hay rất hay về đây ăn. Tan học cái là lại về đây ăn anh ạ. Thế là món mì ăn mì đen hơn. Thế mì đen hơn mì gà. Thế à? Thích gái gà đen hơn thì gái gà trắng à? Thế là thích da đen hơn da vàng. Da đen là dở. Thích da đen hơn da vàng nhá. Da đen là con là xong rồi hôm con xong rồi nó đi học các bạn chỉ gọi nó nicker nicker nicker. Anh em trông ngon không? À, thứ sốt sủi khô có thứ đây để tuổi thơ gì à? Tuổi thơ lại ùa về. Được đấy, da vàng có vẻ ngon đấy. Ông ăn thử da đen của bạn này ngon không? Gu da đen. Mình chơi với những người toàn những người thích gu da đen thôi. Okay. Chén này cái nhá. 2 hours later. Vừa lên toán thôi các bạn, đi chuyển thôi. Ăn nó món mì được 20.000 đấy, em thích không? 20.000. Ô, xe đẹp không? Đẹp không? Xe đẹp không? Xe này tên là gì đấy? Hả? Xe này tên gì đấy? Xe này á? Xe này, xe này là ZX10R. Đẹp không? Em có thích kiểu này không? Thích, thích cả màu này cơ. Thích màu này luôn à? Thích màu này luôn. Em có ngại tiếng ồn được không?
thích mà. Thích à, thích à? Thế em này thử được không? Ừ, được. Nẹp thích, thích nẹp đi. Nẹp thử xem. Ờ. Được đấy. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Đi này ồn thế. Ồn thế à? Ồn thế. Ê, này. Xăng ở đây đang tăng. Ờ, xăng, xăng. Xăng, xăng đắt này hay là thôi em cho anh xin Facebook đi. Chứ xăng đắt này em cho em người ăn phở được không? Cực kỳ thuyết phục. Em thấy hai cũng được. Được à? Em cho anh xin Facebook nha. Đây. Mẹ tao có một cái cô vắng. Bị cô mắng. Đây. Thôi nhá, nhớ sau đi nhá. Nhớ sau nhớ anh gọi đi nhá. Nhớ mời em phở nhá. Một bát thôi. Hử? Một bát thôi. Một bát á? Một bát thôi. Ờ, một bát nhá. Một bát thôi nhá. Ok, ừ. Anh cảm ơn nhá, bye bye. Về nhá. Anh đi nhá. Ôi giời ơi, mày ai cũng xin đẹp bồ. Sợ thật đấy các bạn. Ai cũng xin đẹp bồ này, chết. Ai xin đẹp bồ. Thằng gọi em thích mấy cái lơ, mới sợ. Thôi, di chuyển về thôi. Chết em gái em nẹt này tốn xăng quá anh em ạ. Tốn xăng lắm. Nên phải đánh đòi ngay bắt phở không. Phở không? Thế là anh là được bắt phở. Anh em được xinh không? Mình nói được phết đấy anh em nhở. Ok, mình cứ chuyển về đây anh em ơi. Anh em tay mày được không? Anh em vô xong anh em mình lên review cho anh em mình cứ xem mình nhá. Thêm nữa là rồi anh em nếu ủng hộ mình thì mình nhắc mình để mình đòi bắt phở cho mấy ông kia nhá, bạn kia nhá. Chứ xong đắt đã đắt rồi còn nẹt bô này thì không được, không ổn tí nào. Rồi mình sẽ về mình khoe mẹ mình ấy em ạ. Khoe mẹ mình xin tiền cái. Đấy bảo cho mình tiền trả đấy cho. Ôi báo xăng rồi, khổ thân tôi. Đấy bảo cho mình tiền mà trả cho. Bịp. Nghe ạ, bịp. Rất là bịp. Mẹ bịp lắm. Thế rồi phải đón tiền anh em ạ. Nào, mày khoe nào, mày khoe nào. Anh Thuận đây. Anh Thuận. Anh Thuận đây. Đẹp không? Được không? Đẹp không? Hợp lý không? Sao? Quá đẹp luôn. Ừ. Dán đẹp không? Tôi ra hỏi thằng Cận này. Cận ơi! Làm gì ấy? Đẹp không? Đẹp. Đẹp không? Mẹ tôi lấy được mẹ đẹp không? Bác. Đẹp không mẹ? Đẹp không? Cho con tiền đi. Cho tiền đi. Cho con tiền đi. Con tiền dán đi. Ở đây 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 đây.
Anh em thông cảm nhé, mẹ mình tuổi không biết tuổi gì nhưng mà hơi kibo. Hơi chắc. Anh em thông cảm. Hơi chắc. Đấy, 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 đấy. Đúng rồi, chả thật thôi. Anh em sợ anh mẹ kibo lắm. Không được đồng nào anh em ạ. Thôi, anh em bye bye anh em nhé. Khổ lắm.